các tín đồ cà phê có thể yên tâm hơn về món đồ uống yêu thích của mình sau khi kết quả nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trên thế giới cho thấy là cà phê có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch. Nghiên cứu được thực hiện bởi tiến sĩ Judith Simon thuộc Trung tâm Tim mạch và Hệ mạch máu tại Đại học Semmelweis ở Budapest và được trình bày ở Đại hội Tim mạch châu Âu. Dữ liệu nghiên cứu được Ngân hàng Sinh học Vương quốc Anh thu thập dựa trên thông tin di truyền và hồ sơ sức khỏe của hơn 460.000 người. Những người tham gia nghiên cứu được chia thành 3 nhóm dựa trên lượng cà phê mà họ sử dụng. Theo đó, nhóm không uống cà phê chiếm 22%, nhóm uống số lượng ít đến vừa cà phê, nửa tách đến 3 tách mỗi ngày là 58%, và nhóm sử dụng nhiều trên 3 tách mỗi ngày là 20%. Sau khi điều chỉnh một loạt các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người tham gia, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nhóm uống số lượng ít đến vừa cà phê giảm 12% nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào, giảm 17% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và giảm 21% nguy cơ đột quỵ có thể dẫn đến tử vong.